Dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới gây ra đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, khiến chính phủ các nước vội vã sơ tán công dân khỏi tâm dịch, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thông báo sẽ đưa toàn bộ công dân Nhật Bản từ Vũ Hán về nước nếu họ muốn. Abe dẫn số liệu do Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo trước đó cho hay có 430 người Nhật sống tại Vũ Hán. Có 3 người tại Nhật đã được xác định nhiễm virus corona gây viêm phổi Vũ Hán và cả ba đều đến thành phố tâm dịch trong thời gian gần đây. Trong khi đó, tại châu Âu, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Aranja González Laya cho biết đang phối hợp với giới chức Trung Quốc và Liên minh châu Âu để hồi hương khoảng 20 công dân từ Vũ Hán về nước. Bộ Ngoại giao Anh cùng ngày thông báo đang hỗ trợ công dân Anh tại tỉnh Hồ Bắc về nước, trong khi chính phủ Pháp trước đó một ngày cho hay đang chuẩn bị sơ tán 800 công dân từ vùng dịch về nước. Hiệp hội các nhà điều hành du lịch Nga ngày 27 tháng 1 thông báo ngừng bán tour sang Trung Quốc và hiện chỉ tập trung đưa khách du lịch Nga về nước. Theo Reuters, có khoảng 7.000 du khách Nga còn ở Trung Quốc, trong đó có khoảng 6.000 người trên đảo Hải Nam. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16 tháng 1 thông báo sẽ sơ tán nhân viên tại lãnh sự quán ở Vũ Hán về Mỹ và chừa một vài chỗ trên máy bay cho công dân Mỹ. Mặt khác, Văn phòng Thủ tướng Malaysia ngày 27 tháng 1 thông báo tạm hoãn mọi thủ tục cấp visa cho người Trung Quốc từ thành phố Vũ Hán và những vùng lân cận ở tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc nhằm kiểm soát việc lây lan của virus corona mới 2019 NCOV gây bệnh viêm phổi cấp. Tính đến ngày 28 tháng 1 đã có hơn 100 người chết và gần 3.000 người nhiễm bệnh viêm phổi tại Trung Quốc do virus corona mới gây ra.